nay mình lại lần đầu tiên đoàn thanh niên mình lên là nuôi gì mấy đứa? Chùa Ông Núi mọi người nhá. Và hôm nay là dẫn các đoàn thanh niên mình đi mọi người. Đó, hôm nay là một cái vlog gọi là đời sống anh em mình. Hôm nay mình sẽ gọi là lên chùa lần đầu tiên đi bộ mọi người nhá. Đầu tiên đi bộ mà nó xa như này. Đó, mình sẽ quay về khung cảnh ở đây một ít mọi người. Thì là mình sẽ quay nhiều về. Nói chung là cái địa điểm anh em mình sẽ đi ngày hôm nay, mình sẽ quay nhiều hơn cho mọi người xem. Đó. Ê, qua con đâu nhờ? Đây mọi người thấy chưa? Đứng lên mọi người nhá. Đấy mọi người. Đông người luôn. Đi mất tiếng nó. Láng lắm. Ui. Này đi mấy bước rồi mệt rồi mọi người ơi. Đi chơi với cái đi bộ mệt thế này. Ôi giời. Cái này là được. Hình phạt thì không gọi đi chơi nữa. Mệt lắm rồi. Bước nó. Ôi. Thôi. Rồi chuẩn bị lên xe tiếp tục địa điểm thứ hai mọi người nhá. Liếm mắt lại lầm mỏng. Đây, phiên thứ tư tự. Lên ngoại quân siêu nhân đi. Siêu nhân tao đâu? Hello. Ôi, đổ hết mồ hôi. Rồi, áo ai đây, cầm này. Thằng kia, đang đi vệ sinh nhau ạ. Lên xe mình nữa, lên xe mình đây mọi người. Ô hô tiếp hả? Dạ.
xe thứ ba mà gửi chưa? Cái gì đấy, cái gì đấy, cái gì đây? Ui, đặc biệt thơm ngon. 5.000 một ủ. Lên đường nha. Bọn lái giờ mình là tới địa điểm thứ hai nhá. Là eo gió mọi người. Đấy thì mình quay. Ôi, chỗ này chắc không bay được rồi. Ôi, mát lắm anh ơi. Đó, rồi đông người nhá. Chú này cũng hơi gió nhỉ. Trời nó mát đi. Ơi. Mát quá. Trời ơi gió mọi người. Hello xin chào tất cả mọi người nha. Lại tiếp tục qua eo gió đấy mọi người. Ở đây thì gió rất là gió luôn mọi người. Thành ra là mình phải lồng tiếng vào. Đây cầm cái mic ở đây thu vào mọi người nhá. Biết là mát rồi nhưng mà gió. Nói chung là ở đây mình cũng đi rồi mọi người. Đây, ở đây thì mọi người có thể nhìn lên ở trên kia. Ở trên kia thì là bãi cát hay là gì đấy mọi người. Đó. Rất là nhiều nhá. Chắc là ở đây là anh em mình không thể bay flycam được rồi mọi người. Tại vì nó gió kinh khủng luôn. Rất là gió nhá. Ôi, mà thấy biển cơ. Tại vì nó cơn biển mọi người thấy rất là gió luôn. Đó. Ôi. Thế là làm một tấm ở trên kia. Ui, gió quá mọi người. Bắt mắt đấy, đấy. Ông cameraman mình ở đây. Ui. Thôi rồi, gió thôi rồi mọi người. À, mấy nữa. Ui, ui, ui. Đúng là eo gió rồi, toàn gió thôi mọi người. Ở đây chỉ có thể ngắm gió thôi. Ở đây là eo gió thì chỉ ngắm gió được thôi mọi người. Ui. Gió phải thì thôi rồi. Thôi mình đi xuống dưới kia mọi người. Đi đi tham quan cho hết. Được. Camera theo chân mình này. Ở đây thì selfie rồi chụp ảnh cho các kia cũng khá là đẹp đấy mọi người ạ. Đó. Mọi người đây. Người ta chụp hình ở đây là mặc rồi mặc váy thì thôi đó. Ở đây mà đứng chụp hình mặc váy thì thôi toang lại đi á mọi người. Đây cameraman đi review hết tất cả khu này mọi người đó. Bình thường quay ăn uống nhiều rồi bây giờ chúng ta chuyển sang rồi, review khung cảnh ở nơi đây. Xuống như đây. Ở trên đấy thì người ta đang chụp hình này kia cũng khá là nhiều mọi người nhá. Đấy, mọi người thấy đằng xa kia, quên tên nào. Người ta đứng chụp hình rồi nhá. Đây, nhà mình lên chuông núi xong rồi. Chuông núi thì nó rất là nắng nhá. Ở trên đấy thì đi vừa mệt mọi người, mỏi hay cái đùi luôn. Đó. Đây. Cái biển này mọi người, mênh mông bao la luôn. Ngoài gió ra ở đây không có cái gì hết nha mọi người. Đây. Ở kia đứng chụp hình này. Đó, cho mọi người xem này. Thấy chưa? Đây lên đây. Mọi người thấy ở trên này này.
đi chưa tầng to tao mình lên. Đi qua đây. Ôi. Đấy, thấy đây. Cảnh này, cảnh ở dưới kia này. Tuyệt đẹp luôn đấy. Đó, ở trên. Ở trên núi rừng của anh em mình thì làm gì có cái cảnh này mọi người. Lúc nào cũng đi gọi là đi đi xuống dưới nước bắt cá này kia thôi. Đó, người thấy này. Mình đây giờ là mấy thanh niên ở quê lên lên thành phố mọi người chơi đùa với nước biển nhá. Là thật sự họ không biết cảm giác môi nước biển là như thế nào luôn. Đây là mình sẽ xuống dưới đường dưới kia. Uầy. Mọi người xem ở đây luôn mọi người nhá. Cho mọi người xem ở đây này, cảnh ở đây này. Rồi. Đó. Hay chưa? Ở đây hết cảnh đẹp rồi. Quay quay mọi người xung quanh đây. Rồi đi đi. Đi ra ngoài kia. Đây. Đây mọi người nhá. Ngắm biển tắm biển là đây. Đó như này thôi. Cái camera phải em phép làm cameraman là tút ở trên kia luôn mọi người. Đó. Đây, em thứ tư, em là bạn chị em đấy. Nó đặt chấm. Đấy. Mọi người thấy ở đây này. Đó. Xong cái địa điểm này anh mình sẽ chuyển sang tại Cùi. Chỗ đây là anh mình sẽ nghỉ ngơi ăn uống nhậu nhẹt này kia. Em là xuống đây. Ôi, ở đây rất là mát mọi người nhá. Ở đây nó có kỳ mát luôn đấy. Đó. Ui. Hầu mình đi ấy, mọi người hầu 2018 mình đi ấy là các em thanh niên đó mọi người là để đi bắt cua này kia này. Đấy. Nước rất là mặn nha, nước mặn như vậy mấy đứa. Xa xa ra tí đi nguy hiểm đấy. Xin những người. Đó. Ui. Ghê thiệt chứ. Ui nguy hiểm quá mọi người ơi. Ui. Ui cái đây mà nước biển tát vào người phát là thôi đi ấy mọi người. Có bắt được con gì không? Ok rồi, hôm nay mình sẽ vào hàng Toyota để lượm một chiếc em Honda Civic mọi người. Đó. Sau bao nhiêu năm cày cuốc các kiểu thì bị đùa thôi mọi người nhá. Để ăn cơm nhá. Đây cả đoàn mình sẽ vào đây ăn cơm. Không biết có đủ chỗ không. Có đủ chỗ không mọi người. Bây giờ em mời 36 người lên lầu giúp em. Đây 36 người lên lầu nhá. Một người lên lầu. Rồi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6. Rồi. Dừng. Rồi,
Rồi. Lên 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 lên. Đi xuống cái này, xuống cái này. Rồi. Còn lại là dưới đây nhá. Đây, vô đây chín người. Bạn này chín người nhá. Chín người. Chín nha. Vào đây ăn mọi người. Chín người là chín người nào. Sang chảnh chưa? Ở trên kia là đem ô hộp ra ở kia. Ở đây là 5 người ngồi xuống. Bạn này 4 người. Xin lỗi. Đấy, ngồi ăn mà. Ăn đây, ngồi ăn đây. 5 người. Đây. Được không? Ui, ngon nhỉ. Ở trên lầu con người mọi người, trong mình sẽ không quay đâu. Ok, giờ mình mời cả mọi người ăn đây. Ok mọi người, thì sau một hồi ăn uống đồ các kiểu mọi người thì xong xuôi hết rồi. Nên mình không có quay cái mà ăn uống này kia, mọi người cùng tập trung ngồi ăn để mà lo đi chơi nữa mọi người. Đó, và địa điểm tiếp theo, địa điểm thứ ba đó là Gành Ráng Tiền Sa mọi người nhá. Gành Ráng Tiền Sa hay còn gọi là Trại Cùi mọi người. Đó, chỗ này mình phải lòng tiếng lại mọi người, tại vì ở dưới người ta hát hò này kia rất rất là đông người luôn đấy mọi người. Đó, đội mình thì mang theo một cái đàn rất là nhiều người luôn. Anh em mình sẽ chọn địa điểm này để mà ngồi ăn nhậu này kia nhá mọi người. Tại vì mọi người vào đây ấy, thì vào trong cái Trại Cùi này sẽ ăn nhậu thoải mái này kia. Mình mua vé mọi người nhá, mình ăn uống như này như kia thì người ta lại dọn dẹp giúp mình. Đó mọi người, không mất công phải dọn dẹp nhá. Mình cứ bỏ ra tiền rồi thuê, kiểu như là mình thuê người ta dọn cho mình như vậy mọi người. Đó, ở đây rất là đẹp nha mọi người. Thấy chưa, mát mẻ nữa đấy. Ở dưới kia là cái này là người ta làm ở một tầng mọi người nhé, tầng anh mình là tầng thứ hai. Ở dưới kia cũng có người ngồi nữa, ở dưới đây người ta làm loa đài này kia, ồn ào lắm mọi người. Mình sợ mở là sẽ dính bạt quỳ đấy, thế nào mình cũng có mở này. Này mình quay cho mọi người xem này, chuẩn bị rượu ghè nha mọi người, rồi hoa quả trái cây thì cái đầy đủ hết đó. Tiếc là anh em mình lần này mình đi thì lần thứ ba rồi mọi người, nhưng mà mình vẫn chưa biết là mua đồ ăn ở nhà đem theo thì nó sẽ đỡ tốn tiền hơn mọi người. Đó, ở đây cái gì cũng mắc mọi người, nhưng mắc gấp 3, gấp 4 lần ở huyện mình luôn đấy mọi người. Anh em mình mua có một chút cái bạch tuộc mọi người, bạch tuộc mà 100.000 chắc tầm 15-20 miếng gì đấy, miếng nhỏ thôi mọi người nhá. Nó mọi người ta bán này cực kỳ đắt, nhưng mà thôi kệ đi, tại vì ở đây là thành phố mà mọi người. Đó, ai đấy cũng rất là tươi cười nha, nhưng mà một số người lại sai xe ấy mọi người. Một số người sai xe thì nhìn mặt hơi buồn buồn đấy. Rồi chuẩn bị hoa quả đồ này kia, ăn nhậu ở đây mọi người. Cảm giác này thật sự là rất là chill. Đó, ngồi trên đây rồi ngắm biển rồi ăn uống thỏa thích như này thì còn gì bằng nữa mọi người. Đó, và cái địa điểm cuối cùng là anh em mình sẽ vào ở ngay khách sạn Hải Âu mọi người nhá. Ok.
Cái địa điểm tiếp theo là Hải Âu, mọi người nhá, khách sạn Hải Âu ở đây. Ở sau mọi người đấy. Đây, cái đội mình nhiều nơi chung rất đông người nhá. Alo, chào mọi người. Xài xe chưa, xài xe chưa, xài xe chưa. Đèn là đèn luôn, say gì nữa. Đây mọi người, cái địa điểm tiếp theo là Hải Âu. Ở đây. Đây cái đội mình ở đây nhiều lắm mọi người. Gặp vào lúa này là chắc chắn là lượm lúa này chưa ạ? À? Ở đây thì rất là nhiều người đi chơi ở đây. Rất là đông người, mọi người. Hôm nay mình đến view ở đây là một cái hề đi tắm nước này, tắm nước ăn uống này, thoa thích chắc kiểu của đại điệu này. Qua đây. Cái đồ bơi này mọi người. Mày đưa đi tắm thoải mái nhá. Tắm đi, tắm đi. Nước hơi nhiều tí. Lan à, nhẹ nhàng quá. Chưa nào. Đi ai đi tắm thì cứ đi tắm thôi. Ok mọi người. Và đây là gọi là cái chỗ là một cái nơi mà người ta thường hay tập trung rồi đi tắm đồ các kiểu mọi người. Đây, à, thanh niên nó lắng mình ở đây mọi người nhá. Đó, mọi người có thể đi tắm này. Rồi đi bơi này. Nói chung là ở đây thì nó có người ta bày bán cái quán ăn, quán nước là cái kiểu ở đây. Ở đây chắc chắn là ngược sáng mọi người. Mọi người thấy chân mình đi này. Lún nhá, bị lún mọi người, bị lún nhá. Ở đây mọi người tha hồ đi tắm này. Đó. Hello mọi người nha. Cảm ơn mọi người. Camera ở đây không đây? Camera chết nghiêng. Nói chung là hiện tại là hơi tê rồi. Đây uống khá là nhiều. Tình hình là ở đây ít gió hơn thì phải mọi người. Tình hình là ở đây ít gió hơn thì phải nhá. Đó. Ở đây thì mình đã tắm nhiều lần rồi mọi người. Thật ra là mình biết cái chỗ này nhá. Nó mặt lắm mọi người. Camera qua đây em ơi. Rồi. Đây được chưa? Để anh quay lại em chụp hình đi. Đó, chụp hình mọi người nhá, chụp hình. À, mày đây chụp hình nào? Chụp hình. Rồi. Ok, và chắc là mình sẽ bay flycam cho mọi người xem.
mọi người nhá, thì sau một hồi đi chơi đồ các kiểu nhá, thì bây giờ cũng đã say này, ăn uống ở đây đây nhiều tẹt ga tẹt số này, chụp tấm hình này, bây giờ mình sẽ cái gì nữa hay cô? Thịt nướng, chả ram, lá lốt, lòng nướng con. Lòng lòng nướng ấy mọi người. Đó. Một que như này là bao nhiêu tiền cô? Quế là 7.000. 7.000. 3 cây đưa 20. 3 cây đưa 20 mọi người ơi. Wow, nhiều hấp dẫn đấy. Đây. Cô ở đây luôn hả cô? Dạ, cô ở đây luôn mọi người nhá. Đây, cái lá lốt có đồ đầy đủ này. Dạ. Đây mình sẽ vừa mua ủng hộ cô một ít mọi người ạ, 20.000. Đó. Rồi 3 cây cô. Rồi cũng muốn cây gì? Dạ. Cũng muốn cây nào bả? À, cái nào cũng được cô, tùy cô thôi. Dạ. Cây 3 màu. Dạ ok cô. Đây mọi người. Ở đây như là mình vô đây nhiều lần rồi nhưng mà lần đầu tiên mình có thể trải nghiệm tới chiều tối như này mọi người ạ. Đắk Lắk. Không, có ở chuyển đi Gia Lai cô ạ. Đồng nướng món phách hậu của mình. Ở đây thì cô có bán bắp nướng đấy mọi người. Đó, bắp nướng này. Đó. À, bắp nướng là bả lộn. Dạ, lòng nướng này. Bắp ba luôn cây luôn. Dạ, được, cảm ơn cô nhiều nhá. Dạ. Đây mình cùng gọi là mình vào đây cùng 3-4 lần rồi mọi người nhưng mà hôm nay dạ. Hôm nay cô thứ hai là mình cũng bình thường là tầm 3 giờ chiều là mình đã về mọi người. À, mà hôm nay là trời chiều. Dạ, trời lúng luôn. Đấy, con của nhá. Ơi, dạ rồi. Lúc dạ, ở đây mọi người nhá, của cô bán cho mình đây. Mình sẽ ăn review mọi người xem. Đây mọi người. Wow. Miếng nào. Như cái đây á mọi người là thịt xay, tự giống như thịt xay. Thịt xay thì phải. Wow. Ngon. Ngon mọi người ơi. Và hôm nay mình trải nghiệm ẩm thực, ăn uống à. Cái lá này dai dai này. Cái thịt bên trong nhai sụt sụt. Ngon. Đợt mình ra kia ngại lắm mọi người, người ta ăn uống này kia nhiều mình ngại. Đây.